Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì lại tiếp tục video tiếp theo tìm hiểu về bộ ba cảm biến, trong đó có ba cảm biến mà video trước mình cùng với anh em đã tìm hiểu về cảm biến vị trí bướm ga rồi, đúng không ạ? Và video này thì tiếp tục tìm hiểu về một cảm biến tiếp theo ở trong bộ ba cảm biến, đó là cảm biến MAP, đó là cảm biến áp suất tuyệt đối cổ hút khí nạp. Và có thể nói anh em xem video trước rồi thì anh em cũng nắm được cơ bản rồi, đúng không ạ? Nó có một cái sự liên quan tới nhau. Đấy, đặc biệt là trong bộ ba cảm biến này thì có nguồn chung cho hai cảm biến. Nếu mất nguồn thì sẽ lỗi hai cảm biến MAP và cảm biến TP, đúng không ạ? Nếu mà bị đứt dây mát thì sẽ lỗi đồng thời ba cảm biến là cảm biến MAP, cảm biến TP và cảm biến IAT, có nghĩa là cảm biến nhiệt độ khí nạp. Vâng, vậy thì nó rất thú vị ở chỗ bộ ba cảm biến này. Nếu như anh em thuộc mạch điện, đúng không ạ? Anh em biết phân tích thì khi báo lỗi, anh em có thể biết ngay cái đường dây nào bị lỗi. Đấy. Dù là có 3-5 dây, đúng không ạ? Đấy, dù có 5 dây và trong đó có 3 cảm biến điện. Đấy, nhưng mà nó có sự liên quan đến nhau như vậy. Đấy. Và như phân tích ở video trước, những anh em nào mà chưa xem thì anh em có thể xem lại nhé. Vâng, và video này thì mình cũng vẫn lại phân tích như vậy để những anh em chưa nắm được hoặc những anh em chưa xem được video trước thì anh em cũng có cái nhìn tổng thể hơn. Và mình cũng nói luôn ở đầu video là những video này dành cho những anh em chưa nắm được nhé, cách kiểm tra bộ ba cảm biến, nguyên lý hoạt động cũng như là cách tra cứu sơ đồ mạch điện và mạch đường dây như thế nào nhé. Và hôm nay mình lại làm video tiếp theo với loạt video về tìm hiểu về ba cảm biến nằm ở trong bộ ba cảm biến nói chung của các xe, các hãng xe. Và hôm nay cụ thể thì vẫn là trên chiếc xe Elite 110 này, đời 2012. Vâng, bộ ba cảm biến cụ thể tìm luôn trên chiếc xe này để anh em thấy được là gì, nó nằm ở vị trí nào, đấy, cũng như là nguyên lý hoạt động ra làm sao, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ mình sẽ tiến hành phân tích sơ đồ trước, đúng không ạ? Cũng như video trước, mình sẽ phân tích sơ đồ mạch điện trước anh em nhé. Vâng, và để phân tích được trên sơ đồ thì một là anh em phải có tài liệu, hai là anh em phải có máy chẩn đoán lỗi. Và như máy chẩn đoán lỗi thì chỉ có trên máy chẩn đoán lỗi MultiCanTab mới có sơ đồ mạch điện thôi anh em ạ. Vâng, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào phần mềm MultiCanTab này. Với phần tra cứu tính toán thì anh em chưa cần phải kết nối bộ điện tử với xe nhé. Đấy, anh em chưa cần kết nối bộ điện tử với xe mà anh em vẫn tra cứu tính toán bình thường. Anh em nhìn này, đang tìm thiết bị, có nghĩa là mình chưa cần kết nối với xe, đúng không ạ? Để mình tắt điện chi cho đỡ lóa một chút nhé. Vâng, anh em vào phần tra cứu tính toán cho mình. Sau đó anh em vào phần tài liệu kỹ thuật. Anh em vào hãng xe Honda. Vâng, anh em bấm vào xe Lead thì anh em bấm vào chữ L này. Đấy. Rồi, Lead 2012. Anh em bấm vào đây. Vâng, và để quan tâm tới bộ ba cảm biến, đúng không ạ? Mạch đường dây làm sao thì anh em cần phải vào phần sơ đồ nguyên lý hệ thống động cơ. Và bây giờ mình quan tâm tới bộ ba cảm biến thì anh em tìm cho mình phần bộ ba cảm biến. Đây chính là bộ ba cảm biến, đúng không ạ? Tương tự như video trước thôi. Anh em nào đã theo dõi thì với video này thì anh em quá đơn giản rồi. Rồi, mình sẽ phóng to ra. Vâng, bộ ba cảm biến bao gồm 3 cảm biến nằm ở trong này, đúng không ạ? Đấy. Bao gồm cảm biến số 1, nếu mà báo lỗi là sẽ cảm biến báo lỗi của cảm biến MAP, cảm biến áp suất tuyệt đối của hút khí nạp. Đấy. Nếu báo lỗi số 8 thì là sẽ cảm biến TP, đúng không ạ? Cảm biến vị trí bướm ga. Và nếu báo lỗi số 9 thì sẽ là cảm biến IAT, gọi là cảm biến nhiệt độ khí nạp, đúng không ạ? Vâng, hôm nay mình sẽ quan tâm tới cảm biến MAP, gọi là cảm biến áp suất tuyệt đối của hút khí nạp. Vâng, đây anh em này. Vậy thì như mình nói ở video trước rồi, đúng không ạ? Đấy, thì cảm biến MAP thì nó có một cái sự liên quan
tới các cảm biến ở bên trong này. Đấy, liên quan thứ nhất là liên quan nguồn 5V VCC anh em này, chân số 6, dây vàng sọc cam, đúng không ạ? Vậy thì nguồn 5V này là nuôi hai cảm biến liền nhé. Đấy, một là cảm biến TP đã tìm hiểu ở video trước, hai là cảm biến MAP và cảm biến áp suất tuyệt đối của hút khí nạp. Đấy, và mát của cảm biến thì lại là chung ba cảm biến liền. Vâng, dây xanh lục sọc cam, đúng không ạ? Vừa là mát của cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT nhưng đồng thời cũng là mát của cảm biến vị trí bướm ga TP, anh em nhìn này. Đấy, và cũng là mát của cảm biến áp suất tuyệt đối của hút khí nạp MAP, đúng không ạ? Vậy thì cảm biến MAP này thì nếu mà lỗi đấy thì sẽ báo lỗi số 1. Và nếu như báo lỗi số 1 thì anh em kiểm tra cực kỳ đơn giản luôn, tương tự như cảm biến TP, đúng không ạ? Thứ nhất là hỏng cảm biến. Thứ hai, anh em kiểm tra cho mình dây vàng sọc đỏ này vào chân 27 của ECM mà, đúng không ạ? Xem dây này có bị đứt không? Dây này có bị chập không? Đúng không ạ? Và nếu như cảm biến tốt, dây không đứt, dây không bị chập thì chắc chắn là chết mạch cảm biến MAP trong ECM rồi. Điều đó là điều cuối cùng, đúng không ạ? Vậy thì mình nói ở video trước ấy, thì mình cũng nói lại là bộ ba cảm biến thì nói chung là các xe, các hãng xe, các đời xe thì nguyên lý là giống nhau. Đấy, đều có 5 dây. Đấy, mặc dù giữa các xe, đấy, mặc dù giữa các xe có thể màu dây là khác nhau. Đấy, đấy, hoặc là các hãng xe màu dây khác nhau, nhưng về nguyên lý là giống nhau. Đấy, giống nhau ở cái gì? Đấy, giống nhau ở từ những cái đường dây này là có nguyên lý chung là như thế này này. Đấy, về cấu tạo nhá, thì ví dụ cảm biến TP đấy, là có khác nhau đấy anh em ạ. Ví dụ TP của hãng Honda là khác này. Đấy, TP của hãng IA mà khác, IA là cấu tạo khác nhau đấy, đúng không? IA hãng IA là cảm biến TP là cấu tạo là dùng ICHO, đúng không ạ? Đấy, còn cấu tạo TP của hãng Honda thì hiện tại bây giờ là người ta đang dùng là biến trở, đúng không ạ? Đấy, vậy thì cấu tạo có khác nhau nhưng về nguyên lý thì giống nhau, và cái mạch điện này thì nguyên lý cũng giống nhau này. Đấy, thứ nhất là bộ ba cảm biến này có nguồn là 5V, đúng không ạ? Và nguồn này thì cấp cho nuôi hai cảm biến TP và cảm biến MAP, vậy thì nó chung. Đúng không ạ? Nếu đứt dây nguồn, dây vàng sọc cam, báo lỗi hai cảm biến luôn. Đúng không ạ? Báo lỗi hai cảm biến này luôn. Đấy. Nếu đứt dây mát tại điểm này, báo lỗi ba cảm biến luôn. Đấy, cảm biến ET anh em nhìn thấy trùng luôn, mát, đúng không ạ? Cảm biến TP trùng mát, cảm biến MAP trùng mát. Đúng không ạ? Vậy thì nếu đứt ở đây, báo lỗi ba cảm biến luôn. Đây là một cái có thể nói là một cái điều thú vị nếu như anh em nắm được. Khi chỉ cần anh em thấy mã lỗi cái là anh em đã biết là cái lỗi này cần phải kiểm tra cái dây nào. Đúng không ạ? Đấy, rất hay như vậy. Đấy, bởi vì nó có sự liên quan với nhau mà. Đấy, liên quan với nhau. Vâng, nếu như chỉ có báo lỗi MAP thôi thì chắc chắn là chỉ lỗi số 1 thôi. Và anh em chỉ cần kiểm tra cho mình mỗi cái dây này. Đúng không ạ? Vàng sọc đỏ. Đấy, như mình vừa rồi mới phân tích ở trên. Đúng không ạ? Vâng, bây giờ thì mình lại ra xe. Mình thực tế ở trên xe nhé. Vậy thì nếu như mà anh em nắm được rồi thì nó rất đơn giản thôi, không có cái gì là cái khó khăn trong cái quá trình mình sửa chữa đâu. Đấy, vậy thì anh em thấy máy môn táp rất hay ở cái chỗ là có tài liệu cho mình tra cứu. Đấy, rất là tuyệt vời là như vậy. Vâng, vậy thì đây là bộ ba cảm biến nằm tại đây, đúng không ạ? Nằm tại đây. Và như ở video trước thì mình cũng đã quay luôn để anh em nắm được bộ ba cảm biến rồi. Hôm nay mình lại đưa lại để anh em thấy. Đây chính là bộ ba cảm biến của xe LED, LED 110 nhé. Đấy, từ 2008-2010 với đời xe Blade nhé. Đời Blade đời 110 nhưng mà lại phân khối 110, nhưng mà đời từ 11-12 Blade đầu bò đấy, đầu to đấy, thì là nó lại không có bộ ba cảm biến đâu anh em ạ. Đấy, vậy thì mình cũng nói lại qua một chút. Bộ ba cảm biến là gồm ba cảm biến, đúng không ạ? Nằm ở trong đây, gọi là bộ ba cảm biến.
Đấy, nếu hỏng một cảm biến thì thay cả cái bộ này luôn. Đấy, và với bộ xịn sò như này là rất là đắt nhé, tiền triệu luôn. Đấy, rất đắt. Đây là cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT. Đây là cảm biến vị trí bướm ga. Đấy, trục bướm ga quay vào đây để biến trở thay đổi, đúng không? Và hôm nay mình tìm hiểu về cái cảm biến MAP đây này, nó nằm ở trong cái này anh em này. Đấy, và nó có một cái lỗ nhỏ đây. Đấy, thì cảm biến này là cảm biến áp suất tuyệt đối của hút khí nạp. Vâng, và cấu tạo cảm biến này là một cái màng silicon, gọi là màng cao su. Đấy, cho nên anh em lưu ý nhé, không được thổi khí nén vào đây, không được cho dung dịch vào đây, sẽ làm hỏng cao su, màng cao su trong này nhé. Vậy thì rất là quan trọng đấy anh em ạ nhé. Vâng, đây là bộ ba cảm biến. Rồi, tiếp theo. Trên mạch đường dây, đúng không ạ, thì cảm biến thì phải có nguồn nuôi với cái cảm biến này rồi. Đấy là cảm biến MAP, cảm biến tuyệt đối của hút khí nạp, nó phải có nguồn nuôi. Đấy. Và như anh em nhìn thấy nguồn ở trên sơ đồ mạch điện chính là dây vàng sọc cam, đúng không ạ? Đấy. Đây chính là dây vàng sọc cam. Đúng không ạ? Vàng sọc đỏ là dây tín hiệu của cảm biến MAP, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì tương tự như đo như lần trước thôi, anh em lại đo cho mình, đúng không ạ? Vàng sọc cam. Mát của cảm biến là gì? Mát của cảm biến chính là dây xanh lục sọc cam. Vâng, mình cắm như ngược như này để hai dây nó tránh chạm vào nhau, nếu không là sẽ gì, hỏng ECM đấy anh em nhé. Đã là nguồn là sẽ hỏng ECM đấy, nên là anh em phải lưu ý đo nhé với nguồn, đúng không ạ? Vâng, tiếp theo anh em chuyển thang đo về đo điện một chiều cho mình. Vâng, với đồng hồ Kyojitsu của hãng điện tử đến từ Nhật Bản thì rất là tốt. Đấy, mình cũng đang cung cấp chiếc đồng hồ như này. Đấy, anh em chỉ cần vặn về thang đo điện một chiều. Đấy, là được. Các giải điện áp thì hoàn toàn tự động luôn nhé. Anh em không cần phải chuyển giải điện áp như các đồng hồ khác. Thang đo thì rất đơn giản nhé. Đấy, đồng hồ rất là chính xác. Đấy, anh em muốn không số này nhảy thì anh em bấm vào đây cho mình. Chuyển cái dấu chấm này ra giữa này nhé. Vâng, thế là đồng hồ đứng nguyên luôn. Đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo. Đây là mát của cảm biến. Dây đen, đúng không ạ? Dây xanh lục sọc cam. Rồi, dương của cảm biến vào que đỏ đồng hồ. Đấy. Dây vàng sọc cam. Đúng không ạ? Rồi, anh em để cẩn thận, đâu người chạm ra mát cái dây đỏ này nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình bật khóa điện này. Vâng, và như thế thì anh em nhìn thấy 4,98V, tròn, gọi là làm tròn. Đây gọi là nguồn 5V, đấy, từ ECM cấp ra để nuôi cảm biến, đúng không ạ? Đấy. Nếu như anh em đo không có nguồn 5V đấy, mà anh em kiểm tra xem dây mát của mình có đứt không, thì anh em rút cho mình cái chân đen của đồng hồ này ra, que đo này ra, anh em dí ra cho mình mắt khung này. Đấy, dí ra mắt khung, anh em nhìn thấy điện lên 4,98V, gọi là 5V, đúng không ạ? Kết luận là dây mát đứt. Đấy, đúng không ạ? Đấy, nếu như anh em đo và dây mát ở đây trên dây này không có, mà anh em dí ra mắt khung mà có, chứng tỏ kết luận dây mát đứt, đúng không ạ? Nếu như anh em dí ra mắt khung mà lại không có, thì kết luận là dây dương của nguồn 5V không có, đúng không ạ? Thì sẽ xảy ra các trường hợp như thế nào? Một là đứt đường dây, đúng không ạ? Đứt dây nguồn 5V. Hai là có thể chết nguồn 5V ngay tại trong ECM. Đấy. Ba là có thể chập mạch, đúng không ạ? Đấy, có thể chập mạch. Đấy, dù chưa chết ECM nhưng mà có thể là chập mạch. Đấy, nhưng mà nếu như chập lâu là chết. Đấy. Hoặc là có những cái rất đen đủi là có khi là quẹt ra mát là chết ngay nguồn 5V luôn. Đấy, cho nên đã là nguồn là anh em không được cho chạm ra mát, đúng không ạ?
Đấy, cho nên anh em phải kiểm tra đường dây, đúng không ạ? Đấy. Đấy là cách anh em kiểm tra, đúng không ạ? Còn nếu như mà nó mất nguồn hoặc mất mát, đấy thì anh em biết là nó liên quan đến nhau và như mình phân tích là nó sẽ có liên quan giữa các cảm biến báo lỗi, đúng không ạ? Rồi. Còn nếu như báo lỗi một, lỗi số 1 có nghĩa là cảm biến MAP thôi, thì một là có thể cảm biến chết, hai là đường dây đứt, đúng không ạ? Ba là có thể chết mạch trong cảm biến. Đấy. Rồi dây tín hiệu cảm biến MAP chính là dây gì? Vàng sọc cam này, có thể là chập ra mát. Đấy, hoặc sang dây khác cũng báo lỗi nhá. Đấy, để anh em nắm được. Vậy thì để mà đo thì anh em đo thì đơn giản rồi, đúng không ạ? Đo thì quá đơn giản rồi. Anh em đo về chân e xem mà, đúng không ạ? Cứ màu dây này anh em tra, cách tra cứu chân e xem thì mình cũng đã làm rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Anh em đều biết rồi. Đấy, anh em tra, anh em đo đi. Một là anh em làm phép đo thông mạch xem là có dây có đứt không. Hai là anh em đo phép đo là giữa dây này với mát xem có bị chập không. Đấy. Đấy là cơ bản nhất nhá, để anh em đo. Đấy. Còn không loại trừ có thể là một ngày nào đó chuột cắn, có thể là dây này còn chạm sang dây khác. Đấy. Cũng báo lỗi, đúng không ạ? Vâng, đấy là cái nguyên lý chung là như vậy. Vâng, với video này thì có thể nói mình cũng chia sẻ với anh em cũng rất là kỹ, đúng không ạ? Cái nguyên lý của hoạt động của cái cảm biến MAP này, cách tra cứu sơ đồ. Đấy. Rồi khi mà nó báo lỗi, đấy, báo lỗi như thế nào thì liên quan đến cảm biến MAP, đúng không ạ? Còn tất nhiên là trong bộ ba cảm biến sẽ liên quan đến nhau, đấy, giữa các đường dây, và mình đã thông tin cho anh em hết rồi. Đấy. Cũng đã chia sẻ hết cho anh em rồi. Đấy, anh em nếu như mà anh em nắm được thì có thể nói là anh em sẽ áp dụng trong quá trình anh em chẩn đoán xe rất đơn giản thôi. Đấy. Mặc dù bộ ba cảm biến có 5 dây, đúng không ạ? Ba cảm biến bên trong, nhưng khi anh em biết cách phân tích mạch điện thì anh em thấy là gì? Có rất là đơn giản, đúng không ạ? Rất đơn giản thôi, không có gì là khó cả, đúng không ạ? Còn tra màu dây thì như mình nói, anh em có vào phần tra cứu như video trước nhá. Anh em nào chưa xem thì anh em có thể xem video trước cách tra cứu màu dây. Mình không làm ở video này nữa, đấy, bởi vì là cũng để rút ngắn video đỡ bị dài thì anh em xem nó cũng sốt ruột, đúng không ạ? Đấy, vậy thì anh em thấy ngày nay máy Motion Tap là rất hiện đại, cho ta sơ đồ luôn ở trên máy để ta tra cứu. Đây là sơ đồ mạch điện lẻ anh em nhé. Đấy. Ví dụ đây là sơ đồ hệ thống báo mức nhiên liệu. Đấy. Đấy. Và đây là sơ đồ do công ty DTD ô tô thiết kế, anh em nhìn này. Đấy. Cho nên là công ty cũng cho ta màu dây luôn, anh em cũng không cần phải vào tra phần tra cứu như sơ đồ trước, đúng không ạ? Anh em nhìn này, BL này, màu đen này, đúng không ạ? BR này, màu nâu này, G này, màu xanh lá cây này, đấy, LG này, màu xanh lá cây nhạt này, đấy, GR này, màu xám này, đấy, BU này, màu xanh dương này, đấy, LB này, màu xanh da trời này, đấy, O này, màu cam này, đấy, P này, màu hồng này, R màu đỏ này, V kép này, màu trắng này, Y màu vàng và V màu tím. Đấy, vậy thì có hết rồi anh em nhé. Đấy. Đây là mạch lẻ nhá. Đấy, đây là mạch lẻ. Đây là thiết kế, bản quyền thiết kế của DTD ô tô Việt Nam 2022. Đấy, tương tự như vậy thì trên đây cũng có nhiều cái mạch lẻ nữa mà công ty thiết kế, đúng không ạ? Ví dụ đây là sơ đồ hệ thống cảnh báo nhiệt độ động cơ. Đấy. Đây là mạch lẻ anh em nhé. Đấy thì anh em thấy nếu mà nói về trên thị trường đấy thì chả có cái dòng máy nào lại tích hợp sơ đồ mạch điện như này cả, đúng không ạ? Đấy, và mạch lẻ thì càng ngày công ty lại càng hoàn thiện cho anh em ở các xe, các đời xe luôn. Rồi các hãng xe nhé. Đấy, rất hay là như vậy, đúng không ạ? Đấy, rất là tuyệt vời. Vâng, vậy thì mình cũng nói qua như vậy để anh em chưa biết thì anh em cũng nắm được nhé. Đấy, Motion Tap tích hợp rất nhiều cái tiện ích mà anh em sẽ khai thác dần, đúng không ạ? Vâng, vậy thì về cuối video thì anh em quan tâm tới dòng máy Motion Tap mà tích hợp liền sơ đồ mạch điện để tra cứu rất là dễ như thế này đấy, thì anh em liên lạc với mình nhé. Vâng, mình là nhà cung cấp máy Motion Tap, và mỗi một bộ máy Motion Tap này thì có giá là 17.800.000 đồng anh em nhé, là chưa có màn hình đâu nhé. Còn anh em, một là anh em có thể kết nối với điện thoại, hai là anh em có thể kết nối với máy tính bảng nhé. Và thời gian vừa rồi thì cũng rất nhiều anh em nhờ mình mua hộ máy tính bảng xong kết nối sẵn và gửi cho anh em thôi.
Đấy, thì anh em nào có nhu cầu như vậy thì mình sẽ mua máy tính, mình kết nối luôn cho anh em nhé. Vâng, ngoài cung cấp các bộ máy một sân táp này thì mình còn cung cấp các bộ đồng hồ đo áp nhiên hiệu Apple Watch cơ mà. Đấy, một bộ đồng hồ 2 trong 1 mà riêng phần đồng hồ là công ty DTOTO nhập khẩu từ Hàn Quốc nhé. Đồng hồ rất là chuẩn và chính xác. Đấy, còn mình còn cung cấp cả những cái bộ đồng hồ như vừa mình mới nói và mình cũng đã nói nhiều lần ở trên kênh, đúng không ạ? Bộ đồng hồ đo điện của hãng Kyojitsu, vâng, một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Đấy, đồng hồ rất là tốt, thông tin rất là chính xác mà rất là dễ sử dụng, thang đo rất là đơn giản. Anh em thấy nhà thiết kế đồng hồ người ta làm sao là tối ưu nhất cái sự tiện lợi cho người sử dụng, đúng không ạ? Vâng, vậy mọi thông tin thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo một số máy điện thoại duy nhất, đó là 0979 407 116. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.